Ok, bây giờ hiện tại trên Android 13 chúng ta sẽ không thể xóa thư mục này, và cũng cũng không thể tạo thư mục. Đây, khi tạo sẽ ghi như này, chúng ta sẽ không thể xóa được thư mục. Làm cách nào để khắc phục cái vấn đề này? Đầu tiên chúng ta sẽ lên trên trình duyệt. Các bạn sẽ vào cái link này, là để dẫn đến chúng ta tải cái ứng dụng này. Link sẽ để dưới mô tả nhé, đây link, đây link ấy, đây nó sẽ tải cái ứng dụng này, nó sẽ cài đặt vào nhé. Ok, bây giờ tôi sẽ open này, chúng ta sẽ vào thư mục Android data như này. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào ba chấm này, chúng ta bấm vào New Window. Đấy, cửa sổ mới nhé. Nếu tiếng Việt nó sẽ là cửa sổ mới. Ok, chúng ta sẽ giữ này. Đấy, như này, chúng ta sẽ bấm vào đây, bấm vào chia đôi cửa sổ nhé, bắt chế độ chia đôi cửa sổ đấy nhé. Bấm vào đây như này. Đấy, một bên nó sẽ bấm cái này nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ một bên chúng ta sẽ copy và một bên chúng ta sẽ để mở cái thư mục nhé. Bây giờ đây, một bên là mình trên bên Android Data này. Đấy, bây giờ ví dụ bên mình sẽ ví dụ nhé. Ví dụ bây giờ nếu chúng ta muốn tạo thư mục ấy thì nó sẽ bấm vào đây, bấm vào New Folder, hoặc là nếu mà tiếng Việt nó ra thư mục mới. Bây giờ mình sẽ ví dụ nhé, đây tôi đang ví dụ là tôi sẽ copy vào cái thư mục này, thư mục Genshin Impact này. Bây giờ tôi sẽ bấm vào đây là những cái file đã copy từ trước này, bây giờ sẽ xóa đi này. Ok, bây giờ chỉ còn mỗi cách với file thôi. Đây, cách thì nó có rất nhiều đây rồi, không nói làm gì. Bây giờ tôi sẽ bên này là cái bên nội dung chúng ta cần sao chép nhé. Chúng ta sẽ phải tìm những cái thư mục mà có những cái nội dung các bạn cần sao chép vào. Đây mình sẽ ví dụ nhé, tôi sẽ ví dụ một những cái file vớ vẩn thôi như này. Đấy, tôi sẽ ví dụ cái file YouTube VAR này nhé. Đấy, hai này tôi đang ví dụ nhé. Còn nếu bạn copy, các bạn sẽ copy những cái nội dung các bạn đang muốn vào. Bạn sẽ copy này, các bạn sẽ giữ vào đây, bạn sẽ giữ, nhấn giữ nhé, và bạn sẽ thả ra đây. Ok, đấy nội dung chúng ta đã được copy sang bên này. Đây, ta sẽ thử nốt mấy cái này. Đấy, ta sẽ giữ, nhấn giữ vào như này và kéo qua như này, là nó sẽ chuyển file đi. Và quá trình chuyển file nó sẽ chạy ở trên này, như này. Ok, chúng ta đã chuyển tất cả nội dung ở bên cái thư mục Necogram này qua bên thư mục com.miojo.genshinimpact ở bên trong thư mục Android Data. Bây giờ sẽ làm thử với OBB nhé. OBB đã không có thư mục này. Bây giờ sẽ tạo một cái thư mục mới. Ok, tôi đã tạo thành công cái thư mục là đúng cái JPEG ở bên OAB. Bây giờ ta sẽ Bây giờ sẽ thử copy một vài file đây, ví dụ này. Đấy, bây giờ sẽ thử copy cái file YouTube VAR nhé. Đây, nó sẽ copy cái từ đây, kéo từ đây, kéo qua đây như này, nó vẫn sẽ sang nhé. Đây này. Đấy, tức là chúng ta sẽ copy những cái file của các bạn, là file nào cũng được nhé. Đây đấy, nó vẫn copy và sử dụng được bình thường. Ok, nói chung ok, cảm ơn bạn đã xem video nhé. Hôm nay tôi dẫn các bạn cách copy file vào Android Data và OAB thành công. Đây, các tài nguyên tôi vừa copy là nó ở trong này hết rồi nhé. Đây, data này, đấy cũng có luôn này. Đấy, ok, nói chung cảm ơn đã xem video.